Xin chào các bạn, mình là Trường Giang thì rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong cái chuỗi series học lập trình STM32. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái vấn đề rất là hay. Đó chính là vấn đề update firmware cho cái con STM32 này. Được chưa? Thì cái update firmware thì khi mà nó kết hợp với cả cái việc là kết hợp với một con chip khác và để mà update, bởi vì bản thân cái con STM32 thì để mà update firmware từ xa cho nó thường thì mình sẽ update từ trên web hay từ một nơi nào đấy đúng không? Đương nhiên là không phải là chúng ta lạp code, lạp firmware thông qua cái mạch nạp ethylink rồi, mà chúng ta sẽ lạp firmware cho nó, tức là update firmware cho nó thông qua một cái đường khác. Đấy. Ví dụ như là thông thường thì mình hay thấy là chúng ta sẽ thường kết nối UART với cả một cái con chip Wi-Fi Bluetooth, hay là một con chip gì đấy có thể truyền nhận được dữ liệu từ mạng không dây, đúng không? Bởi vì là khi mà có một con chip nhận được dữ liệu từ mạng không dây thì chúng ta có thể truyền được cái firmware con STM32 từ một cái nơi từ cloud, từ một nơi rất là xa, đúng không? Từ cloud. Thì ở đây mình nói về cái mô hình update firmware giữa STM32 kết nối UART với cả một con chip là con chip Wi-Fi SP32 và con 8266 đấy, rất là thông dụng với mọi người rồi, đúng không? Thì chắc là mọi người sẽ ít ít hoặc là chưa tiếp xúc với cái việc là update OTA cho một con chip như vậy. Thì mình sẽ nói cái follow, mình sẽ nói cái follow của nó trước để cho mọi người hình dung ra được là update firmware nó như thế nào. Thực ra nó rất là dễ thôi, không có gì khó cả. Được chưa? Thì mọi người hình dung này, ở đây mình có một cái sơ đồ. Đấy, con STM32 nối nối UART với cả con SP32. Con SP32 này thì về vấn đề nhận một cái file firmware, một file .bin, một file .hex đối với nó ở trên cloud là một điều rất dễ, có thể là nó nhận qua HTTP đúng không? Nó down xuống trong cái bộ nhớ của nó và xong rồi nó truyền UART qua cái con STM32 của mình, đúng không? Vậy thì nếu mà đứng ở trên phương diện con STM32 thì chỉ cần biết được là sẽ có một cái người nào đấy, một cái ông nào đấy, một cái phần mềm nào đấy nó gửi cho mình một cái file firmware qua UART và mình nhiệm vụ của mình là phải nhận cái dữ liệu firmware đấy và ghi vào một cái vùng flash để sử dụng, đúng không? Thì ở đây nhìn sang bên trái này mọi người sẽ thấy là mình chia cái bộ nhớ flash ra thành 4 phần. Đấy, chia bộ nhớ flash ra của cái con STM32 ra thành 4 phần, tức là bộ nhớ của nó là 64 KB các bạn nhớ chứ ạ. Đấy, mình sẽ chia ra làm 4 phần thì 4 phần đấy là gồm những phần gì? Thứ nhất là một cái phần chứa cái file firmware bootloader. Đấy, bootloader là gì thì mình sẽ nói sau. Thứ hai là một cái file firmware chứa cái app current. Đấy, app current là app chạy hiện tại của trên cái con STM32. Thứ ba là một cái vùng flash để chứa cái app update. Đấy, chính là cái file firmware mà con SP32 nó đẩy qua cho mình. Đấy, nó đẩy qua cho mình đấy thì mình sẽ dành ra một cái vùng flash để mình lưu cái file firmware đấy, và cuối cùng là một cái file firmware, một cái vùng flash để chứa những cái cờ chỉ thị đấy. Được chưa? Thì bây giờ cái follow của nó như thế nào? Bình thường ra tất cả các bài trước đấy mình dạy ấy, thì chúng ta chỉ có cái file app current này thôi, và khi mà boot lên một phát ấy, thì cái boot lên một phát thì cái con chip nó sẽ chạy vào cái vùng app current này để nó chạy thực hiện cái chương trình này cho mọi người, đúng không? Nhưng mà đúng ra để mà có thể thực hiện được update firmware cho cái con chip STM32 thì chúng ta phải viết một cái file bootloader như vậy. Đấy. Và file bootloader này sẽ phải được chạy, nó là chương trình được chạy đầu tiên khi mà boot lên, được chưa? Đấy. Thì các bạn hình dung là cái bootloader này nó chỉ giống như là một cái app current này thôi. Đấy, nó chỉ là một cái application giống như cái app current này thôi, bình thường thôi, không có gì cả, đúng không? Nó được đặt trước, nó được đặt ở vị trí đầu tiên của flash, chính là cái địa chỉ là 0.8.0.0.0.0 này. Đấy, trước cái app current thì khi mà boot lên thì cái app thì cái con chip nó sẽ vào cái bootloader này nó chạy đầu tiên. Thì khi mà nó vào cái bootloader này nó chạy này thì nó sẽ check cái vùng app indicates này. Đấy, các check các cái cờ mình lưu ở đây đúng không? Các cái cờ thì các bạn học xong bài flash rồi thì các bạn dễ dàng có thể tạo ra các cái cờ để các bạn lưu ở vùng flash rồi đúng không? Thì mình có thể dễ dàng đọc được các cái giá trị cờ này thì chúng ta sẽ biết được là có, giả sử như là mình có một cái cờ để báo hiệu là có cái file firmware ở trong cái vùng nhiều vùng flash là app update hay không, được chưa? Nếu như mà không có đi, nếu như mà không có thì mình sẽ nhảy vào cái vùng, thì mình sẽ dùng một cái câu lệnh để mà mình nhảy vào cái vùng app current để mình chạy như bình thường. Đấy, chạy như bình thường vậy. Vậy thì cả một cái chu trình chạy. Đấy, một cái chu trình chạy boot lên để chạy lên cái application này. Đấy, application mà mình muốn chạy đây này thì nó sẽ phải chạy qua bootloader này và từ bootloader nó sẽ nhảy lên cái app current này để nó chạy, được chưa? Đấy là khi chúng ta không có app update. Đấy, chúng ta không có app update, được chưa? Rồi bây giờ giả sử trong cái app current này mình viết một cái chương trình. Đấy, mình viết một cái chương trình là mình viết một cái chương trình chạy UART để mà khi mà mình nhận được một cái dữ liệu, một cái file dữ liệu đấy, thì qua UART thì mình sẽ ghi nó vào trong cái vùng flash này, rồi mình ghi vào cái vùng app update này, đúng không? Mình ghi vào cái vùng app update này thì các bạn học bài flash rồi đúng không, thì dễ dàng các bạn có thể nhận được
nhận được được các cái chuỗi byte, nhận được các cái chuỗi byte ở trong cái file firmware. Đương nhiên là file firmware nó rất là to, nhưng mà chúng ta các cái bên gửi ấy, họ cũng sẽ phải tách nhỏ thành từng frame ra, gọi là chặt 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 nhỏ ra, họ gửi theo những cái frame của UART đúng không? Và mình cũng nhận ở cái phía con STM32 của mình thì mình nhận UART bình thường thôi, mình nhận UART bình thường và mình sẽ ghi những cái chuỗi array byte đấy vào trong cái vùng update này đúng không? Hôm trước chúng ta học cái bài flash chúng ta cũng đã viết cái hàm ghi array vào trong flash rồi đúng không? Đấy, thì hoàn toàn chúng ta có thể nhận và ghi được toàn bộ cái file firmware mới của mình vào cái vùng app update này. Thế sau khi ghi xong thì tôi mới bắt đầu là tôi ghi cái cờ flash ở trong cái app indication này. Đấy, lên ví dụ từ 0 lên giá trị 1. Sau đấy là tôi tạo một cái reset mềm. Đúng không? Khi mà tôi tạo một cái reset mềm thì cái chương trình của tôi nó boot vào trong cái thằng bootloader này. Đấy, lúc này nó đọc cái cờ thằng app indicate này. Và nó thấy là cờ lại được set lên 1, tức là có file update firmware đúng không, có file firmware mới đúng không. Thế là nó mới bắt đầu làm gì, nó mới bắt đầu là ghi, nó mới bắt đầu ghi dữ liệu, đọc dữ liệu từ từ cái vùng app update này và ghi đè lên cái vùng app current này, được chưa? Nó đọc cái vùng app update này và ghi đè lên cái vùng app current này, và sau khi ghi xong thì nó xóa cái vùng app update đi. Đấy, nó xóa cái vùng app update đi và nó xóa cái cờ app indication đi. Đấy, vậy coi như là lúc này chúng ta sẽ chỉ còn hai cái app này đúng không, và sau đấy là thằng bootloader này nó nhảy lên cái thằng dùng câu lệnh để nhảy lên thằng app current này để nó chạy. Vậy như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái quá trình update firmware rồi đúng không? Đấy, thì bởi thì hoặc là thì chúng ta có hai cái cách viết, chúng ta có rất là nhiều cách viết, bởi vì là cái flow của cái OTA này nó không cố định, chúng ta có rất là nhiều cách viết. Các bạn có thể viết cái quá trình viết cái chương trình mà nhận UART, nhận cái file firmware qua UART để ghi vào cái vùng app update này ở bootloader cũng được, hoặc là ở app current cũng được, được chưa? Đấy, đấy là tùy ở các bạn. Đấy, nhưng mà mình vừa mới mới chia sẻ với các bạn, mình vừa mới giải thích cho các bạn cái follow để mà mình update firmware, được chưa? Update firmware nó là như thế, và hầu như hầu hết tất cả mọi dòng mọi con chip thì nó đều tuân theo cái follow như vậy thôi, bởi vì là đấy là cái follow chung rồi và nó cũng rất là an toàn và rất là chuẩn để mà chúng ta thực hiện. Vậy thì bây giờ trong cái bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm gì, đúng không? Trong bài ngày hôm nay thì đương nhiên chúng ta không thể làm mà chúng ta làm được toàn bộ cái bài như toàn bộ cái follow update firmware như thế được, thì trong cái bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái bước, tức là các cái bước nền tảng để các bạn có thể tạo ra được cái chu trình update firmware hoàn thiện cho chính các bạn, được chưa? Trong cái bài ngày hôm nay mình sẽ viết hai cái app, một là cái app bootloader đấy, một là cái app bootloader, và hai là mình sẽ lạp sẵn một cái file firmware, mình sẽ lạp sẵn một cái file firmware vào cái vùng app current này, được chưa? Đấy, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà nhảy khi mà chương trình boot lên, chạy vào trong bootloader thì sẽ nhảy lên cái phần app current này để mà chạy chạy cái chương trình của app current này, đúng không? Quan trọng là cái quá trình mà thằng bootloader này nó sẽ lựa chọn để nó nhảy vào cái vùng app current này được, đúng không? Nó nhảy vào thằng app current này nó chạy được, đúng không? Còn lại các cái quá trình mà ghi dữ liệu, nhận dữ liệu qua UART thì chúng ta có thể sử dụng cái bài kiến thức trong bài UART này. Ghi dữ liệu vào flash thì chúng ta có thể sử dụng cái kiến thức trong bài flash này, đúng không? Đấy. Thì bây giờ chỉ còn thiếu mỗi một cái mắt xích nữa, đó là làm thế nào để nhảy từ cái vùng bootloader lên cái vùng app current này để mà chúng ta thực hiện được cái chu trình update firmware. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái chu trình này để mà cung cấp cho các bạn đầy đủ mọi kiến thức. Đầy đủ mọi kiến thức, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nhắc lại này, mình sẽ viết một cái app bootloader này và mình sẽ viết một cái app blink nho nhỏ và mình sẽ lạp sẵn trong cái vùng này. Đấy, mình sẽ lạp sẵn vào trong cái vùng này và mình sẽ chạy cái nạp cái bootloader vào và bootloader chạy xong nó sẽ nhảy sang cái vùng này. Đấy, nhảy sang cái vùng app current này để mà nó thực hiện cái chương trình blink net, được chưa? Đấy. Và trong các cái video sau thì có thể là mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn để mà các bước tiếp theo để có thể tuần tự thực hiện được toàn bộ cái quá trình update firmware này. Ok. Rồi, để mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là bật cái STM32X lên, mình sẽ cùng nhau thực hiện tạo ra cái app blink trước nhá. Rồi. Ấn vào leaf folder này. STM32 F1.3 C8. Rồi, blink đúng không? Blink thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta system này while
CRY đúng không? RCC này mình sẽ enable cái clock này lên. Bật cái này là output này, chân PC13, được chưa? PC13 này thì mình sẽ để mức 2, put pull low mức 2. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ mình sang cấu hình HSE. Và đây là 72 này. Ok. Ok, xong. Ở đây mình sẽ tạm đặt nó là blink nhé. Mình sẽ đặt nó ở trong cái folder là boot order. Open. Đấy, tạo để trong cái thằng blink. Rồi. Ở đây mình sẽ chỉ copy những cái file thư viện cần thiết thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo. Đơn giản thôi đúng không? Thì ở trong cái thư viện này, à trong cái thằng blink này thì mình sẽ làm gì đây? HAL Y, GPIO Y đúng không? Trước hết mình build để nó link lại đã, để mình mới bật được cái define. Này, CPU pin reset. Đây sẽ là set đúng không? Vậy là xong cái chức năng blink rồi đúng không? Tuy nhiên các bạn nhìn này. Trong slide của mình thì cái current blink này của mình ấy, mình sẽ để new nó, mình sẽ new nó vào cái địa chỉ là 0x8004000, được chưa? 40000 để mà nó cách cái đoạn 8000 này ra một đoạn như thế này để mà còn viết để còn 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 cách ra một vùng để cho cái thằng bootloader nó còn mình còn ghi cái chương trình bootloader vào đúng không? Thì bây giờ mình sẽ để nó vào cái vùng là 40000 thì để mà báo cho cái thằng lạp ấy nó lạp xuống cái vùng đấy thì các bạn thay đổi đây. Đấy, thay vào đây là 800400 thì chúng ta có thể tính ra cái vùng đấy 40000. Tức là tầm 16k, tức là mình cách ra 16k cho bootloader đúng không? Chắc là sẽ dư giả thôi. Ok. Thì ở đây các bạn chú ý này, để mà cái app nó chạy được chuẩn ấy, chạy được chuẩn ở cái vùng vùng này này thì các bạn còn phải di rời cái đặt lại cái bảng vector table lên cái vùng vùng 800400 nữa, được chưa? Thì để mà cái di rời cái địa chỉ với bảng vector table đấy thì chúng ta sẽ phải sửa một số code ở trong cái vùng system này. Đấy, các bạn ấn vào file system này cho mình. Ở đây các bạn sẽ đây chính là cái bảng vector table đây, địa chỉ của bảng vector table đây, class bay này, vector table offset đây đúng không? Thì mình sẽ phải đây mình phải enable cái define này lên. Đấy, các bạn ấn vào đây, vào sử dụng cộng này, các bạn phải và paste vào đây cho mình. Đấy, copy thằng này paste vào đây cho mình như vậy. Rồi thì nó sẽ hiện lên đúng không? Nó sẽ hiện lên là thứ nhất đây này, cái vector table. Thì bây giờ mình sẽ thay cái này thành 40000. Đấy, thì nó sẽ được đặt với ở đây này. Đây chính là cái câu lệnh mà set cái địa chỉ của thằng vector table này, thì nó sẽ được o giữa cái thằng thằng này với thằng này đúng không? Thằng này là 40000 rồi, còn ông này là sẽ là 80000 không. Đây đây mọi người nhìn này, nó chính là 80000, thì nó sẽ o với cả cái thằng 40000 này thì nó sẽ lên được cái vùng, nó sẽ được đặt lên tại cái vùng này. Đấy, được chưa? Cái này bạn ghi ở đây, cái mà bạn ghi ở đây thì chỉ là cái báo hiệu để cho cái thằng thằng ST-Link nó flash xuống vùng cái vùng địa chỉ này thôi, được chưa? Rồi như vậy thì mình bây giờ mình sẽ build, mình build lại. Như vậy là xong đúng không? Mình đã tạo ra được cái file firmware rồi. Bây giờ mình sẽ nạp nó xuống. Bây giờ mình sẽ nạp nó xuống cái vùng mình sẽ nạp nó xuống cái vùng này. Mình sẽ nạp sẵn nó xuống cái vùng này. Đây, cái vùng này là cái vùng 800400, được chưa? Thì có nhiều cách nạp. Một là bạn nạp luôn bằng KLC cũng được. Muốn nạp bằng KLC trước hết bạn ấn Erase để nó xóa hết cái flash đi cho mình. Sau đó là bạn ấn nốt này, nó sẽ nạp xuống.
Đấy, như vậy là xong. Còn cách thứ hai là các bạn có thể tải cho mình cái phần mềm ST-Link. Đây. STM32, ST-Link Utility. Đấy, thì khi mà các bạn tải xong cái phần mềm này thì bật nó lên, nó sẽ có cái giao diện như này. Bật nó lên nó sẽ có cái giao diện như này, được chưa? Đấy, thì lúc này mình ấn vào target này, connect này. Đấy, thì lúc này các bạn thấy là cái vùng 800000 này đã có những cái dữ liệu ghi vào đây rồi. Đương nhiên là các bạn sẽ không đọc được, đúng không? Đấy. Còn bây giờ mình check lại cái vùng 0000. Đấy thì nó chưa được ghi gì, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái firmware bootloader để chúng ta ghi ghi nó vào, được chưa? Còn cái vùng 4000 thì đã được ghi ở đây rồi. Đấy, còn nếu mà các bạn muốn ghi vào cái phần mềm này ấy, thì các bạn làm như sau này. Target, các bạn ấn vào đây thì connect này. Connect to thiết bị này. Sau đấy là các bạn sẽ xóa sạch, đầu tiên muốn xóa sạch chip thì mình erase chip đi. Đấy, thì tất cả nó đều về FFF hết, đúng không? Sau đó là các bạn chọn vào program này. Đấy, xong rồi là tìm đến cái file mà các bạn muốn muốn ghi. Đây, giả sử mình tìm đến cái file kia. Bootloader đúng không? Blink này, MDK này, Blink này. Đấy, file blink.h.hex đây đúng không? Mình kích vào đây. Đấy thì nó nhận diện được luôn cái start address này là 800000, mình đang muốn ghi vào đây mà, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ ấn start này để nó ghi nhé. Đấy, thì khi mà nó ghi thì nó sẽ được ghi xong như này. Để check lại thì mình sẽ check lại từ cái vùng 800 này. Đấy, nó đều là FF đúng không? Bây giờ mình sẽ check lại cái vùng 400 này. Đấy, thì nó đã được ghi sẵn ở đây rồi, được chưa mọi người? Đấy, bây giờ mình sẽ disconnect nó đi. Rồi, bây giờ mình sẽ bước thứ hai là mình sẽ tạo ra một cái, mình tắt cái này đi, mình bật lại này. STM32. STM32 của BMX này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tạo ra cái firmware bootloader, được chưa? Thì cái firmware bootloader nó chỉ là một cái firmware bình thường thôi. Nó là một cái firmware bình thường. Mình sẽ vào lưu project này. STM32 F103 C8. Đấy. Thì ở đây thì mình không cần phải bật lên cái ngoại vi gì hết, mình chỉ làm một cái đơn giản là chạy vào cái bootloader phát thì mình sẽ nhảy dăm đến cái vùng application của thằng Blink thôi, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ cấu hình clock này, chọn HSE, ở đây là 72. Ok. Rồi. Đây là mình sẽ ghi là bootloader. Đấy, mình chọn vào trong này. Rồi mình tạo tạo code ra thôi. Open này. Mình mở file main của nó lên, được chưa? Rồi bên dưới này thì mình sẽ thêm một vài câu lệnh để nó dăm đến cái vùng địa chỉ 800000, được chưa? Còn thằng này nó được lưu ở đâu đây? Nó được lưu ở vùng 800000 đây, đúng không? Để đảm bảo được là nó sẽ chạy trước cái, nó luôn luôn chạy đầu tiên, sau đấy là nó mới check, nó check xem là nó nhảy vào cái vùng vùng app nào, được chưa? Rồi thì để mà viết thêm cái đoạn code nhảy từ cái bootloader sang cái app app Blink của mình thì chúng ta sẽ đây, mình anh sẽ lên cái trang devios.vn này, vào cái mục tutorial đi, app 4 này. Ở đây nó có một bài về bootloader này. Đấy. Các bạn có thể xem cái text ở đây. Thì ở đây mình tìm đến cái phần y 1. Đây. Anh sẽ copy cái đoạn này. Để vào đây. Đấy, được chưa? Thì đầu tiên là mình sẽ turn off peripheral này, clear interrupt flag này. Đấy, bằng lệnh này này. Sau đấy lại clear tiếp này bằng lệnh này này. Sau đấy là chúng ta sẽ turn off fault handle này. Đấy, bằng cái lệnh này này. Cái này chỉ để cho nó đỡ bị lỗi thôi, có thể để tránh cái việc xảy ra lỗi thôi. Sau đó mình set main stack pointer này đến cái vùng app
Đây đúng không? Đến cái vùng app mà mình mong muốn này, thì ở đây là sẽ mình sẽ define define cái app này ở đâu nhỉ? Ở cái địa chỉ thứ bao nhiêu? 0x800400 đúng không? Rồi. Sau đấy là mình sẽ set nó đến nhảy đến cái địa chỉ đấy, được chưa? Rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử build cái này. Mình build và bây giờ mình sẽ nạp nó xuống đúng không? Mình thử check ở đây đã. Download này. Reset and run này. Ở đây mọi người chú ý ở đây nó có những cái option này là trước khi nạp thì nó sẽ xóa full chip này, xóa session này hoặc là không xóa. Được chưa? Thì đây anh mình sẽ chọn là không xóa đi. Đấy, để nó chỉ nạp thôi, nó không xóa cái gì cả. Không vô tình nó xóa mất cái firmware của mình. Nó xóa mất cái firmware nạp trước đấy của mình, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay ra với phần cứng. Rồi đây là cái con chip của mình vừa nạp xuống, bây giờ mình sẽ ấn reset. Khi mà ấn reset nó sẽ nhảy vào bootloader. Và bootloader đấy nếu mà chạy đúng chương trình thì nó sẽ nhảy vào cái vùng app blink đúng không? Nó nhảy vào cái vùng app là 800400 của đã chứa sẵn cái app blink của mình ở đấy, thì nó sẽ blink cái net ở đây, được chưa? Đấy. Còn nếu mà nó không blink net ở đây thì tức là nó chưa nhảy vào thành công. Bây giờ mình sẽ ấn reset nhé. Đấy, mọi người sẽ thấy là nó đã nhảy vào cái vùng app blink thành công rồi, đúng không? Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong được một cái bước khá là quan trọng trong cái chu trình thực hiện cái quá trình update firmware cho con STM32 rồi. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Có lẽ là cái bài ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Hy vọng là mình sẽ có cơ hội ra tiếp những cái video bổ ích hơn cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người sau.